Ở nguyên tắc thứ ba thì mình muốn chia sẻ đó là cái việc là bạn hãy trở thành gọi là một cái cỗ máy mà nó học tập. Thì trở thành một cỗ máy học tập, learning machine á, learning machine. Thì mình có một cái câu chuyện nhỏ như thế này á, là đây là một trong những người thầy mà mình cũng theo dõi ngay trên mạng, mà mình học hỏi khá là nhiều sách và khóa học của người này tên là Rubin Sharma. Thì người này chuyên dạy về gọi là lãnh đạo ở trong gọi là trong trong cuộc sống, trong cá nhân và chuyện là trong doanh nghiệp. Thì lúc này người ta có kể rằng đó là thầy Ruby này có kể một cái chuyện rằng là khoảng năm 2000 mấy á, thì Ruby có một cái buổi gọi là event để dạy về phía lãnh đạo. Và lúc này á, thì hôm đó thì sự kiện đó thì có Jack Welch tham dự. Thì phía bạn nào chưa biết Jack Welch là gì, là ai á, thì người này là một trong những vị CEO mà huyền thoại nhất ở trong lịch sử, trong giai đoạn là 20 thế kỷ 20 21, đã phát triển một công ty á, là Genetic Electric GE tăng trưởng khoảng 4.000% trong giai đoạn á, là bên phía người này là người CEO. Thì là một trong những người CEO huyền thoại và đứng là một trong bốn người giỏi nhất, đứng ngang hàng bên Bill Gates rồi Peter Drucker với một người nữa lại mình quên mất tiêu rồi. Thì khúc này á, thì chắc ở bên phía Robin mới dạy cho lãnh đạo, thì khúc này mới kể rằng là Jack Welch hôm đó đó thì ngồi ở đầu bàn và đang ngồi ở đầu bàn, và lúc này Jack Welch liên tục á, ghi chép từ trang này cho đến trang nọ, từ trang này cho đến trang nọ, ghi chép cực kỳ nhiều luôn. Và lúc này là lúc Jack Welch đã xong cái giai đoạn là làm CEO của bên phía công ty GE rồi. Thì này Robin á, thì Robin mới thắc mắc sau khi kết thúc cái buổi event đó, thì Robin mới gặp Jack Welch và nói chuyện. Thì trong đó thì nó hỏi rằng là ủa thưa ngài ngài Welch, tôi nghĩ rằng nó là ngài đã biết hết toàn bộ những cái kiến thức này rồi mà, và những cái kiến thức về lãnh đạo này rồi mà và tôi nghĩ rằng ngài cũng là một trong những bậc thầy về những kiến thức này, tại sao ngài cứ liên tục ghi chép liên tục nhiều như vậy từ trang này sang trang khác. Thì lúc này Jack Welch mới nói rằng là cái ngày mà tôi ngừng học và phát triển cũng là ngày mà tôi chết. Thì ở đây á, mình nói là một trong những câu chuyện nhỏ mà nó thay đổi rất là nhiều trong cái gọi là cái suy nghĩ của mình, cái phương pháp mà mình học, mà mình phương pháp mà mình phát triển luôn. Một cái người gọi là đứng gọi là một trong những người CEO huyền thoại trong giai đoạn lúc đó mà sẵn sàng gọi là ngồi ở những sự kiện event và lãnh đạo mà họ vẫn liên tục khiêm tốn, họ vẫn liên tục học hỏi, liên tục phát triển, liên tục ghi chép từ những điều mà vốn dĩ họ đã biết rồi, thì tại sao mình không làm như vậy? Và cũng bởi vì như vậy á, mà bên phía mình lúc mà mình bắt đầu từ cái giai đoạn mà mình học vào khoảng giữa năm 2016 á, mình ghi chép rất rất là nhiều luôn. Và đây là cái trong một khoảng 2016 tới thời điểm hiện tại, đây là sổ ghi chép của bên phía mình trong giai đoạn là mình học hỏi, mình học nhiều thứ lắm, cả SEO, cả bên phía marketing, cả trong phía doanh nghiệp, cả bên phía nói chung đủ thứ lĩnh vực hết trong giai đoạn từ đó đến nay. Học rất là nhiều, đây là những cái sổ ghi chép của bên phía mình và cứ liên tục như vậy. Tính mình không nhớ giai đoạn đó hay là sao, nhưng mà giai đoạn vào cuối khoảng 2018 mới giai đoạn hiện tại á, thì cứ khoảng 1 tháng rưỡi liền á, cứ một khoảng 1 tháng rưỡi thì mình đã viết xong khoảng 2 quyển sổ, có nghĩa là khoảng 1 tháng rưỡi thì mình viết 2 quyển sổ nha. Thì mình thấy mình viết nhiều hơn và mình ghi chép nhiều hơn so với thời điểm trước đó nữa. Thì là một số hình ảnh ở giai đoạn trước đó, giai đoạn đây là những hình ảnh mà kiểu như mình ghi chép ở thời điểm đầu á, nó còn là một số những cái hình ảnh mà kiểu như mình ghi chép nó không có đàng hoàng, ý là kiểu như không đàng hoàng mà nó không có đẹp, tại mình cũng không có kỹ năng ghi chép và khả năng học hỏi. Lúc đó là mình có gì mình ghi đó, mình ghi hết toàn bộ ở trong đây luôn. Đây là những cái hình ảnh của những quyển sổ mình, chữ mình cũng đẹp đẹp, mong là vậy rồi đó. Đây là những hình ảnh đó. Ở thời điểm hiện tại thì qua nhiều lần cải thiện thì mình thấy chẳng hạn như ở hiện tại đây, quyển sổ gần đây nhất mình thì chẳng hạn, thì mình thấy là mình ghi chép nó đẹp và dễ nhìn hơn so với trước. Nó cũng là một trong những kỹ năng mình học được trong từ cái việc mà như là ghi chép thôi, học được trong khoảng giai đoạn vừa qua. Khi mình liên tục học, mình liên tục phát triển, mình liên tục ghi chép, mình liên tục open mind, và bất kể một cái sự kiện gọi là event nào, mặc dù do chính mình tổ chức đi chẳng hạn, nhưng mà nếu có một diễn giả SEO khác mà lên chia sẻ thì mình vẫn luôn cố gắng ngồi ở đầu và mình luôn liên tục ghi chép và mình liên tục gọi là học hỏi. Và để mình chia sẻ bạn một tip nho nhỏ nữa là đôi khi á, cái việc ghi chép nhiều như vậy á, nó cũng là một trong những cái gây thiện cảm với lại những người mà gọi là thành công trong cuộc sống. Mình có gặp một số người, và một trong những người đó, một những trong những người đó cũng sau này làm cố vấn cho mình ở điểm hiện tại luôn. Thì người ta nói rằng là một trong những cái chuyện mà
họ sẵn sàng giúp cho mình. Thì những người này là những người có người ấy, là công ty là CEO của công ty hơn 1.000 người lận, và thu nhập của nó khoảng 200.000 đô một tháng. Thì tao cũng bảo rằng là đôi khi người ta sẵn sàng chịu giúp mình khi mà mình như hạn như mình đặt câu hỏi như hạn, thì họ sẵn sàng trả lời, họ sẵn sàng giúp mình, họ sẵn sàng cố vấn cho phía mình, đôi khi giúp miễn phí ấy. Tại vì đôi khi thấy cái tinh thần học hỏi của phía mình nó rất là nhiều. Thì đó là một trong những cái lợi ích mà mình thấy là mình đạt được ngoài cái việc là cho bản thân của mình, nhưng mà nó cũng gây cái gọi là cái thiện cảm cho những người khác nữa, khi mà thấy là cái liên tục sự học hỏi bên phía bạn liên tục như vậy. Và nó không chỉ có trong cái chuyện liên tục học hỏi như này mà mình học hỏi cũng rất là nhiều cho mấy bạn, vừa học hỏi về chuyện là sách vở, khóa học online, cả bên phía bình thường trong cái chuyện là nghe sách nói nữa. Thì đó là trường hợp là chuyện học hỏi, bạn cố gắng học hỏi, bạn cố gắng ghi chép càng nhiều hết sức càng có thể, và có rất là nhiều khoa học đứng ở đằng sau nó nhưng mà mình sẽ không thể kể tên hết được. Ví dụ như là cái não mà nó phụ trách cho cái việc mà bên phía bạn ghi chép á, là cái não nó cũng kết nối chuyện phụ trách cho bên phía cái não bạn hành động. Có nghĩa rằng là khi mà bạn ghi chép vô sổ thì bên phía bạn cũng đã tăng cái khả năng hành động thực thi ở trong cái phần kiến thức đó bạn vừa mới ghi chép ở trong cuộc sống rồi. Và tất nhiên rằng khi bạn thực thi thì bạn mới tạo ra kết quả. Cái kiến thức không thôi, cái ý tưởng không thôi, nó chả tạo ra cái gì cả, chỉ có việc hành động thực thi mới tạo ra kết quả được thôi. Thì đó là một trong những cái lợi ích nhỏ nhỏ mà mình nói về chuyện bạn khi bạn ghi chép, còn rất là nhiều cái khác nữa. Thì đó là cái phần nguyên tắc thứ ba. Nguyên tắc thứ tư nữa thì mình muốn nói với bạn, chia sẻ với bạn đó là đừng có coi thường sự nỗ lực và sự bền bỉ ở trong cuộc sống của bên phía mình. Và đây cũng là một trong những cái điều mình học được từ quyển sách tên là Grit, Vững Tâm Bền Chí Ác Thành Công. Thì mình thì mình chưa đọc qua sách này nhưng mà mình có nghe sách nói của nó, mình nghe đi là khá là nhiều. Thì bên phía bạn mong muốn tìm hiểu nhiều hơn á thì bạn nên đọc quyển sách này, và đây là một trong những quyển sách mà được mình chọn là sách về phát triển bản thân và sách về lãnh đạo hay nhất trong năm 2016, và cũng được một số người mà thích, người ta thích, người ta cũng nói nên nên đọc sách này nữa. Như Warren Buffett thì cũng đề cập tới sách này thì phải, mình nhớ không nhầm là vậy, mà là khá là sách khá là nổi trong năm 2016, đứng bestseller luôn của Amazon. Thì bản thân của bên phía mình á, thì mình tính ở điểm hiện tại á, có nhiều bạn á, thì sẽ nói mình rằng là ồ bên phía Việt là một thiên tài, ồ Việt giỏi về SEO quá, mới có khoảng 21 tuổi nhưng mà thôi sao đạt được nhiều thành tích như vậy, tại sao giỏi SEO như vậy, tại sao chắc là bên phía bạn là thiên tài hay cái kiểu gì đó nọ. Thì mình nhận được rất là nhiều lời khen nó như vậy, nhưng mà sự thật á nó là như thế này. Lúc đó, mà mình khởi nghiệp á, lúc đó khoảng 18, 19 tuổi gì đó, thì lúc đó bản thân của mình không có kiến thức gì về doanh nghiệp cả. Năm cấp 3 là mình học sinh gọi là đứng thứ 38, 37, 38 gì đó trên 39 người trong lớp của bên phía mình. Thi đại học cũng chả điểm gì đó cao, khoảng 22, 23 điểm gì mình không nhớ, mình nhầm là vậy. Anh văn mình thi cũng 4 chấm mấy, 5 chấm mấy nữa mà. Thì bản thân của mình á, mình nói thật là mình không có tài giỏi, mình không có tài năng quá là nhiều. Nhưng mình nỗ lực và mình bền chí hơn tất cả, gọi là rất rất là nhiều bạn ở trên hiện tại. Và để gọi là cho minh họa cho chuyện đó thì mình cũng nói luôn là mình cho bên phía bạn một số hình ảnh, tại vì đôi khi là bên phía bạn thấy rằng là mình đứng điểm hiện tại thôi nhưng mà bạn chưa biết quá khứ của mình đã xảy ra nhiều chuyện đó như thế nào. Ví dụ như một số tấm hình đi chẳng hạn, tấm hình này chẳng hạn, đây là một cái sự kiện mà gần một sự kiện là lần đầu mình tổ chức năm 2016 để mình chia sẻ cho gọi là về SEO những kiến thức mà mình học được. Thì sau khi chia sẻ xong, thì mình thấy rằng có một bài viết đăng tải như thế này, chữ mình là đờ mờ cái hàng rắn con, mới 18 tuổi làm đòi chuyên gia SEO, định giá SEO. Lúc đó hình như mình không nhớ là mình làm đòi làm chuyên gia SEO thì phải, nhưng mà ý là chửi mình rất là thậm tệ, thậm chí bài viết này còn tương tác khá tốt nữa, 90 bình luận, 150 tương tác nè, không biết bây giờ tương tác nó tổng bao nhiêu, nhưng mà lúc đó mình có chụp lại, mình chụp lại giai đoạn lúc đó, không phải là mình chụp lại cũng như là không phải là chuyện là mình chê cười người này lại hay là mình khinh bỉ người này lại hay là sao cả, mà mình chụp lại để mình có thể cho bạn coi ở điểm hiện tại rằng là trước đó mình cũng chả biết khỉ khô con mẹ gì bé siêu đâu, mình cũng chả có gì đâu, mình cũng bắt đầu như bên phía bạn thôi, mình cũng không có tài năng gọi là quá giỏi gì hết như nhà nọ thì chẳng hạn. Và cũng rất là nhiều hình ảnh khác nữa, ví dụ như này trên YouTube mình được comment nhiều lắm, ví dụ một bạn comment thắng nổ nào đó, nhiều bạn ấy nói ông tự tin như bị bệnh vậy, nói chán quá, nói chung là nhiều nhiều người chửi mình lắm. Mình lấy với bạn một số cái ví dụ thôi để bạn thấy rằng là mình không có tài giỏi gì quá là nhiều, nhưng mà ở đây á mình có sự bền chí và bảo dạng. Thì ở đây á, trong sách á Angela nói như thế này: trụ vững với niềm tin giấc mơ của bạn qua ngày,
không phải chỉ trong một tuần hay vài tháng mà từ năm này sang năm khác, thì nó là cái grit, nó là sự bền chí, nó là sự bảo dạn của bên phía bạn. Bạn biết rằng là nỗ lực của phía bạn nó không dễ gì, như cái thành công của phía bạn nó không dễ gì đạt được trong chuyện là vài ngày, vài tháng, vài tuần hay là vài năm, mà đôi khi rằng là 4-5 năm lận, hơn 5 năm lận, có khoảng thời gian nó có thể là đôi khi rất là dài. Thế giới di động như vậy, mức độ đó gần 10 năm để nó thành công. Trong năm 2011, 12, 2025, 2006 như vậy, bạn còn nghe thế giới di động thì đôi khi bạn chả biết nó là gì. Đôi khi nghe bảo thế giới di động sao cái công ty này nghe tên củ chuối quá vậy, hay biết được. Rồi, Apple đi chẳng hạn, kể từ lúc nó thành lập là năm 1971, 72, bạn mình nhớ không nhầm là vậy. Tính tới thời điểm mà nó gọi là nó lao đao liên tục và gần như phá sản vào năm 1997 khi mà Steve Jobs về Apple, thì tới thời điểm mà gần 2004, 2003 thì nó bắt đầu thành công dần ở bắt đầu những cái sản phẩm gọi là iPod. Và bên phía gọi là Walmart đi chẳng hạn, một trong những siêu thị hàng đầu ở trên, gọi là cửa hàng bán lẻ hàng đầu ở trên thế giới, và như nó là cũng là một trong những công ty có doanh thu đi đầu trên thế giới luôn, thì cũng phải mất khoảng đâu đó 10 năm hay 20 năm gì đó để nó phát hiện ra được một cái gọi là cái big box, có nghĩa là cái đó nếu bạn nào học tìm hiểu về bên phía Walmart nhiều hơn thì bạn sẽ biết, nói chung là một cái gọi là cái khái niệm về big box ở trong supermarket. Và ở đây á, liên tục như vậy, mình đứng ở điểm hiện tại, bản thân của mình đang chia sẻ với bạn á, bởi vì mình thật sự là nỗ lực, mình vẫn kiên trì kiên định với lại cái giấc mơ, mình vẫn kiên trì kiên định với lại cái mục tiêu của bên phía mình, cho dù người ta nói có nói gì mình đi chăng nữa, cho dù mình có fail bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì mình sẽ vẫn đứng dậy, mình vẫn đi tiếp, mình vẫn liên tục nỗ lực từ ngày này qua ngày khác. Mình thức dậy lúc 4:30-5 giờ sáng, mình làm việc từ 10 đến 11 giờ đêm liên tục như vậy, từ kể từ cái khi mà ngày đầu khoảng năm 2016 cho đến đến thời điểm hiện tại, không có ngày nghỉ, trong một chuyện là nghỉ lễ không có, chủ nhật cũng không có. Tất nhiên là mình cũng đi gọi là du lịch, nhưng mà nó là du lịch với công ty, khi là đi công ty du lịch thì mình mới đi du lịch thôi. Thì đó, mình đã nói một chuyện là sự bền bỉ bảo dạng của mình với bạn, nó sẽ giúp bạn bên phía bạn đạt được những thành công. Và thời điểm hiện tại thì cũng có, kể từ khi mình mới phát triển công ty, là một số hình ảnh ban đầu phía mình nó chỉ khoảng đâu đó này, giai đoạn năm 2017 thì phải, thì 17-18 em nhớ không nhầm là vậy, thì nó khá là nhỏ, công ty có vài người thôi, dần dần nó sẽ đông lên và hiện tại lên trên 40 người rồi. Đây hình ảnh mà mình chụp vào khoảng cuối năm 2018 thì vậy đó. Để một số hình ảnh của công ty của phía mình, thì đó là những thành công phía mình đạt được, mặc dù cho nó nhỏ nhưng mà mình chia sẻ lại cho các bạn biết rằng là nguyên tắc này nó có hiệu quả. Và nguyên tắc cuối cùng nữa là mình chia sẻ là tính nhất quán. Mình thấy được rất là nhiều bạn gọi là khi mà bắt đầu công chuyện là học hỏi, phát triển, đặt ra mục tiêu hay đi tập gym hay gì này nọ, thì mấy bạn thiếu sự nhất quán rất rất là nhiều. Sự nhất quán á, thì có một người nói như là thành công á nằm trong việc làm bậc thầy của sự nhất quán từ những thứ nhỏ nhặt nhất mỗi ngày. Haru Misama cũng nói một câu là sự cải tiến nhỏ nhặt hàng ngày qua thời gian tạo thành một kết quả đáng kinh ngạc. Nó không phải quan trọng là cái gì bạn sẽ làm mỗi ngày, một tuần, một tháng, hay là từ một cái sự kiện gì đó trong một năm bạn đạt, bạn làm một ngày hay là hai lần gì đó, mà là cái sự quan trọng á, cái sự thành công của phía bạn nó tới từ tính nhất quán của bạn mỗi ngày, từ ngày này qua ngày nọ, từ tuần này qua tuần nọ, từ tháng này qua tháng nọ, từ năm này qua năm khác. Bạn phải nhất quán liên tục từ những cái hành động mà phía bạn đọc sách đi chẳng hạn. Bạn có biết rằng á, là tập gym nó tốt hơn sức khỏe, vậy có bao nhiêu bạn đi tập gym, bao nhiêu bạn đi tập yoga, rồi vậy bao nhiêu bạn đi tập gym tập yoga đi chẳng hạn, bao nhiêu bạn duy trì nó được qua một tháng, bao nhiêu bạn duy trì nó được 3 tháng, bao nhiêu bạn duy trì nó được 1 năm? Rất là ít. Bạn biết đọc sách là tốt, bạn bắt đầu mở quyển sách ra, vậy đặt câu hỏi rằng là ok, hôm nay bạn đọc sách, vậy ngày mai bạn có đọc không, tuần sau bạn đọc không, một tháng bạn đọc không? Cái sự khác biệt giữa bên phía mình với lại những bạn khác mà cùng tuổi với mình, hoặc là những bạn hiện tại chưa đạt được những thành tựu như bên phía mình, thì nó rất là đơn giản. Mình ví dụ mỗi ngày mình đi lên đi về, ngày đi từ nhà đến công ty gì nào đi lên đi về, thì trung bình mình mất khoảng một tiếng rưỡi để mình gọi là mình đi lên đi về, thì khoảng 1 tiếng rưỡi đó mình nghe sách nói. Thì cứ mỗi ngày như vậy, mình ví dụ như này nè, giả sử đi 365 ngày một năm, thì 1 tiếng rưỡi mỗi ngày, mình ví dụ như lấy 1 tiếng thôi đi chẳng hạn, là 1 tiếng đi, thì tổng cộng á là một năm á là mình đã nghe 365 giờ sách nói.
mà mỗi quyển sách nói á, thì trung bình nó khoảng từ 8 đến 10 tiếng à. Thì mình ví dụ như là khoảng đâu đó là 9 tiếng đi, thì 365 bạn chia cho 9 lấy 360 chia cho 9 đi chẳng hạn, thì bạn được khoảng 40 quyển sách. Bạn được 40 quyển sách nói, gọi là bạn nghe được 40 quyển sách. Nó khác hẳn. Và tính luôn trường hợp là 3 năm đi chẳng hạn, 3 năm thì sao, là 4 nhân cho 3 là sao, là 120 quyển sách nói mình đã nghe được. Đó là sách nói. Hàng tuần á, mình có một mục tiêu á, là có thể nghe một cái, gọi là nghe, học một khóa học SEO hoặc là học khóa học gì đó, học một khóa học trong một tuần, hoặc là đọc một quyển sách một tuần. Nghĩa là mình có mục tiêu rằng là một tuần mình phải xong một khóa học hoặc là một xong một quyển sách đi. Thì một năm á, nó có 52 tuần. Vậy có nghĩa là một năm mình xong 52 quyển sách. 52 quyển sách mình nhân cho 3 đấy hẹn, là mình sẽ xong được khoảng á, đó là 156 quyển sách, cộng cho khoảng nãy là khoảng 120 mấy nữa đi chẳng hạn, thì nó lên khoảng là 270 mấy quyển sách. Thì nó khác biệt nhau bởi cái sự nhất quán nó hàng ngày thôi. Cái ngày đầu tiên á, mình học hỏi, mình nghe sách nói, bạn sẽ không thấy mình khác biệt gì đâu. Một tuần sau á, khi mình học mới xong một quyển sách, mình học hỏi mình đi đọc, bạn không thấy mình khác biệt gì đâu. Nhưng một tháng nó là khác, một năm nó khác, và 3 năm bạn sẽ thấy mình khác hẳn. Nó xảy ra ở bất kỳ những cái lĩnh vực khác ở trong cuộc sống của các bạn, chứ nó không có chỉ ở trong câu chuyện là bạn học hỏi hay là bạn học về làm về SEO hay là bên phía bạn đi tập gym hay gì đó. Nó sẽ ở bất kỳ một lĩnh vực khác về cái gọi là tính nhất quán của bạn, cái sự nỗ lực hàng ngày của bạn dần 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 nó sẽ tạo thành cái tính chất cộng hưởng, và mỗi ngày á, qua thời gian á, nó tạo thành kết quả đáng kinh ngạc. Thì đó là năm cái nguyên tắc, năm cái tư duy về SEO và trong cuộc sống mình đúc kết được trong khoảng thời gian vừa qua. Thì mình hy vọng rằng bạn thích nó, và cảm ơn bạn đã lắng nghe.